Sự tích thần tài, thờ thần tài và mua vàng ngày vía thần tài có được may mắn không? Tín ngưỡng thần tài mà người Việt Nam đang thờ phụng có gốc rễ từ Trung Quốc. Hình tượng của thần tài thường được biết là người đàn ông mặt đen, râu rậm, tay cầm roi cưỡi cọp đen. Vì ngộ nhận rằng thần tài có khả năng ban phát sự may mắn trong kinh doanh, người buôn bán thường thờ ông với tư cách là tài bạch tiên quân. Bàn thờ ông thần tài được tôn trí ở góc nhà, thường là một khảm thờ, sơn son thép vàng. Phía trong khảm có bài vị bằng giấy đỏ, viết bằng mực nhũ kim với hàng như sau: Ngũ phương ngũ thổ long thần, tiền hậu địa chủ tài thần. Hai bên bài vị có câu đối chữ Hán, mỗi vế nằm chữ: thổ địa sang bạch ngọc, địa khả xuất hoàng kim, tạm dịch là thổ địa sinh ngọc trắng, đất xuất hiện vàng ròng. Có truyền thuyết cho rằng thần tài chính là Triệu Công Minh, người đời nhà Tần Trung Quốc, trốn đời đi tu tại núi Trung Nam. Tương truyền, sau khi đắc đạo, thần tài Triệu Công Minh thường cứu bệnh, trừ tà, giải hàm oan, ban lộc may mắn trong kinh doanh. Rõ ràng, tín ngưỡng thần tài chỉ là niềm tin tồn tại trong nhân gian Trung Quốc, ảnh hưởng đến giới kinh doanh và thường dân Việt Nam từ nhiều thế kỷ. Theo triết học Phật giáo, sau khi chết, tâm thức người chết tiếp tục đầu thai do tổng thể nghiệp dẫn dắt. Thời gian đầu thai thường diễn ra vài giây đến vài phút. Sau khi chết, theo Phật giáo Nguyên Thủy và chậm nhất là 49 ngày theo Đạo Phật Đại Thừa. Theo thuyết tái sinh này, trung bình 10 tháng theo Phật giáo Nguyên Thủy hoặc nhiều nhất 12 tháng theo Đạo Phật Đại Thừa. Tất cả người chết phải tái sinh. Không có chuyện tâm thức của người chết tồn tại dưới âm phủ, mộ huyệt, nhà thờ từ đường, bàn thờ trong nhà hay nơi xảy ra tử nạn, như niềm tin dân gian ở Trung Quốc và Việt Nam đã ngộ nhận và đồn thổi. Vì ông Triệu Công Minh đã qua đời vào thời nhà Tần 221 trước Công Nguyên đến 206 trước Công Nguyên, tức hơn 20 thế kỷ trước, ông ấy đã tái sinh đi, tái sinh lại vài trăm lần rồi. Do vậy, làm gì có chuyện ông ấy trở thành thần tài để ban phát sự may mắn cho giới kinh doanh? Dù cho ông ấy có được tôn xưng là thần tài, ông ấy cũng không thể ban tài lộc cho ai khi bản thân không còn tồn tại. Theo Phật giáo, tài lộc con người đạt được không có liên hệ đến niềm tin và sự thờ phụng thần tài cả. Trong số hơn 1,2 tỷ người Trung Quốc trên toàn cầu, có tối thiểu vài trăm triệu người Trung Quốc đã thờ thần tài, cầu nguyện thần tài gia hộ cho công ăn việc làm của họ. Trong hơn 20 thế kỷ qua, đại đa số người Trung Quốc được chứng minh là nghèo hơn các doanh nhân thành đạt ở phương Tây, nơi niềm tin về thần tài ban phước không hề tồn tại. Nếu thần tài là có thật và có khả năng ban phước may mắn cho người thờ phụng, thì nước Trung Quốc đã trở thành siêu cường quốc về kinh tế từ nhiều thế kỷ trước rồi, chứ đâu đợi đến hai thập niên trở lại đây mới trỗi dậy như một cường quốc tiềm năng. Trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu năm 2008 đến 2012, hàng trăm triệu người Trung Quốc đã cầu nguyện thần tài gia hộ. Cơn lốc khủng hoảng tài chính vẫn tiếp tục trở thành bóng đen u ám đối với nền kinh tế thế giới nói chung và Trung Quốc nói riêng. Khi khai trương cửa hàng, công ty, mỗi ngày trước khi mở cửa hàng, hàng ngày tại nhà, hàng triệu doanh nghiệp Trung Quốc và Việt Nam cũng thần tài để cầu may. Mặc dù vậy, trong cơn khủng hoảng tài chính toàn cầu, đại đa số doanh nghiệp vẫn phá sản hoặc bị tổn thất nặng nề do tác động dây chuyền của sự khủng hoảng. Thậm chí, nhiều cửa hàng bán thần tài ở Trung Quốc và Việt Nam thua lỗ nặng trong giai đoạn khủng hoảng tài chính toàn cầu. Điều này cho thấy, thần tài còn chưa cứu độ được bản thân mình, lấy đâu mà phù hộ người buôn bán cầu gì được đó. Những nghịch lý lạ kỳ ngày vía thần tài. Ngày vía thần tài thì người người nô nức, hối hả. Có cả Phật tử chạy sắp chạy ngửa bày trí linh đình, cúng bái hết lòng từ lúc sớm hôm. Còn ngày vía Phật Thích Ca, người có thật trong lịch sử, có những đóng góp vĩ đại cho nhân loại cùng trí tuệ cao vời, thì người nhớ kẻ quên, chùa chiền vắng bóng, chẳng mong chẳng thích. Ngày vía thần tài, thấy bao người chen lấn xếp hàng dành nhau mua vàng từ 1 đến 2 giờ sáng, mà ngẫm đến ngày vía Thế Tôn, chẳng thấy ai đến chùa từ 1 đến 2 giờ sáng để chờ lễ Phật trước tiên. Hơn nữa, những người đi mua vàng ngày này không phải ai cũng dư giả hay đủ điều kiện để mua vàng về làm của. Không ít trong số họ là những người đi vay mượn hay nhín nhút, bớt ăn, bớt mặc chỉ để mua vàng cầu may, dù cuộc sống còn lắm chật vật và cũng chẳng khá giả gì. Đứng ở góc độ kinh tế, mua vàng vào ngày này là một thương vụ hết sức sai lầm, bởi thế nào người mua cũng lỗ, vấn đề là lỗ ít hay nhiều mà thôi.
Là một chuyên gia trong ngành tài chính ngân hàng, tiến sĩ Nguyễn Chí Hiếu cho rằng câu chuyện mua vàng vào ngày thần tài hết sức vô lý. Thực ra câu chuyện về vía thần tài mới được xây dựng trong ít năm nay, chứ không phải là một tập tục truyền thống của người Việt Nam. Có thể nó xuất xứ từ người kinh doanh vàng khi họ dựng lên câu chuyện mua vàng đầu năm. Mùng 10 tháng 1 âm lịch đem lại may mắn cho cả năm để kích thích nhu cầu vàng và hốt bạc cũng chính từ câu chuyện này. Nói cách khác, các nhà buôn vàng có thể đã dùng lời đồn đại tạo làn sóng marketing để kinh doanh. Chuyên gia Nguyễn Chí Hiếu trao đổi với phóng viên. Chuyên gia tài chính Nguyễn Chí Hiếu cảnh báo, nếu mua vàng trong ngày này, người dân có thể chịu thiệt hại rất lớn. Trong những năm qua, giá vàng sau ngày vía thần tài thường giảm rất sâu so với trước và trong ngày này với mức chênh lệch giá lên tới 20-30%. Phải mất 3-5 ngày sau ngày vía thần tài, giá vàng mới ổn định trở lại. Từ đó có thể thấy ở số đông, tính chất giác ngộ còn thua xa, xa rất xa lòng tham chấp. Sự vĩ đại, cao thượng không bằng được cái gọi là tư lợi cá nhân và vô minh, mê tín vẫn còn đang phủ trùm đời sống thường nhật, che mất hết cái bản tâm sáng suốt của mỗi người. Kẻ biếng lười, ăn không ngồi rồi, phước mỏng tội dày, dù có dành cả đời này để mua vàng ngày mùng 10 tháng riêng hay thử phụng thần tài đến chết, cũng chẳng thay đổi được gì cái cuộc sống hiện tại của mình ngoại trừ sự nỗ lực hành động đúng phương pháp của tự thân. Không có một ai hay một điều gì có thể bàn phước, giáng họa hay chi phối đời sống của chúng ta, ngoại trừ chúng ta. Người Phật tử mà còn mong ngóng, hưởng ứng cầu may ngày vía thần tài thì thật không đáng danh Phật tử vậy. Là một người Phật tử chân chính, chúng ta hãy tỉnh giác từng phút từng giây, tin sâu nhân quả, sống đúng với lời Phật dạy, thông bát chánh đạo để có thể gặt hái được những phúc lành bền vững thực sự ở hiện đời. Nhân đây, xin nhắc lại lời Đức Phật dạy trong Kinh Kalama, xin lưu ý cùng mọi người. Chớ vội tin khác với đừng nghe, mà là biết lắng nghe để tiếp thu và phân biệt. Chớ vội tin, một là chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó là truyền thuyết. Hai là chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó thuộc về truyền thống. Ba là chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được nhiều người nhắc đến hay tuyên truyền. Bốn là chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó được ghi lại trong kinh điển hay sách vở. Năm là chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó thuộc lý luận siêu hình. Sáu là chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều đó phù hợp với lập trường của mình. Bảy là chớ vội tin một điều gì khi mà điều đó được căn cứ trên những dữ kiện hời hợt. Tám là chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều ấy phù hợp với định kiến của mình. Chín là chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều ấy được sức mạnh và quyền uy ủng hộ. Mười là chớ vội tin một điều gì chỉ vì điều ấy được các nhà truyền giáo hay đạo sư của mình tuyên thuyết.